còn những với cái số lượng nhiều, ví dụ như ngàn trái, ngàn hai ngàn trái thì với số lượng này các bạn nên lưu ý đưa cái cây kim đó nha vào cái lỗ của cái ống bơm tay á, sau đó các bạn cứ bơm lên, mà một tay bơm các bạn một tay đè nha các bạn. Mình á chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ xin review lại cho các bạn cách bơm con sida làm sao cho nó phù hợp nhất. Nhiều khi con sida các bạn mình mua về á thì nó không có tròn trịa được các bạn, nó chỉ nhỏ xíu thôi. Nhưng mà mình bán á thì hoặc là mình cho con em chúng ta chơi á, cho con em chúng ta chơi thì chúng ta phải biết cách bơm cái con sida để cho nó tròn lên, no tròn lên để mình nhìn được cái hình dáng con sida nó đẹp nha các bạn. Thì đầu tiên á, khi các bạn mua con sida này về á, thì nếu như với số lượng mà khoảng cỡ từ 50 con trở lên á, thì bên cung cấp đồ chơi sẽ kèm cho các bạn một ống chích và một cái kim đó. Sau đó các bạn sẽ rút cái kim của cái ống chích trên cái đầu bơm ra, các bạn lắp vào cái ống chích, sau đó các bạn lấy con sida ra. Các bạn cách bơm là các bạn phải bơm ngay cái cục chỗ dày của cái con sida, nó cách khác là nó ngay cái chỗ bơm các bạn đó, các bạn nhìn ngay cái chỗ mà cái cục dày dày á, ngay cái tay cầm á thì nó có một cục dày, các bạn sẽ bơm hơi vào, các bạn bơm vào khoảng cỡ 5 cái là con sida sẽ no tròn rồi các bạn, 5 cái thôi là con sida sẽ no tròn. Sau đó các bạn cứ tiếp tục như thế mà các bạn cứ bơm các con khác đó. Cái trường hợp mình nói ở đây á là nhiều khi các bạn mua về mà lỡ như con bên con cung cấp nó không có cái cây ống bơm cho các bạn, không có cây kim hoặc là cái ống chích á, thì các bạn phải làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nếu như mà lỡ các bạn đi mua về mà không có thì các bạn hãy chạy ra các tiệm thú y mà ở lân cận địa phương các bạn nha, để tiết kiệm chi phí thì các bạn vô đó các bạn mua một cái ống chích mà loại to á, mà có ống chích để mình đi dành mình chích heo á các bạn, chích heo hay là chích này khi mà những cái động vật mình bị bệnh á thì các bạn mua ống chích mà loại kim to nha. Sau đó các bạn mua về cây kim đó, hình như giá thị trường khoảng có 1.000-2.000 thôi các bạn đó, rồi các bạn đem về. Nếu như mà các bạn có cái ống bơm xe đạp á thì các bạn có thể chế ra các bạn bơm vô, còn không á thì những các bạn nào mà bán mà lâu năm những bóng bạc mà có cái ống bơm tay á các bạn, ống bơm tay á thì các bạn cũng có thể sử dụng được. Các bạn đưa cái cây kim đó nha vào cái lỗ của cái ống bơm tay á, sau đó các bạn cứ bơm lên, mà một tay bơm các bạn một tay đè nha các bạn. Mình thì không thể làm video trực tiếp cho các bạn được thì mình chỉ nói để gợi ý cho các bạn thôi, thì các bạn nào không có thì các bạn lấy làm. Sau khi các bạn bơm xong á thì các bạn phải tháo ống chích ra đó, rồi các bạn đút lên cái đầu bơm của cái ống chích để cho cây kim chúng ta đừng bị lạc, và cây kim chúng ta mua của thuốc thú y về cũng vậy, chúng ta bơm xong các bạn cất đó, các bạn cất xong rồi chúng ta làm xong nó bơm tiếp. Khi bơm xong các bạn nhìn cảnh sát con sida không, nó rất là no tròn, rất là đẹp, nó có hơi nó bồng bềnh các bạn đó. Nó rất là no tròn, rất là đẹp, nó có hơi nó bồng bềnh các bạn đó. Còn những với cái số lượng nhiều, ví dụ như ngàn trái, ngàn hai ngàn trái thì với số lượng này các bạn nên lưu ý là phải đặt hàng trước nha các bạn. Tại vì với cái số lượng này thì số lượng nhiều thì các bạn phải đặt hàng thì mới có hàng đó. Còn cái thời gian mà hàng nó về như thế nào thì các bạn phải liên hệ trực tiếp với cung cấp đồ chơi nha. Cung cấp đồ chơi thì bên họ sẽ báo cho các bạn. Tại vì cái thời gian vận chuyển là khi là bên cung cấp đồ chơi sẽ liên hệ đến các công ty sản xuất, coi thử cái lượng hàng mình đang cần họ có cung cấp đủ không, và cái thời gian họ cung cấp là bao nhiêu ngày. Bên cung cấp đồ chơi mới báo lại cho các bạn. Thì cái thời gian thì các bạn phải liên hệ trực tiếp với bên cung cấp đồ chơi nha. Rồi ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn lại các bạn trong cái video tiếp theo.